Chào mừng anh em đã quay trở lại với Eagle Tuna. Momoshiki có thể sẽ không bao giờ được xuất hiện lại trong Boruto. Đây là điều mà rất nhiều người hâm mộ quan tâm, bởi hắn ta đã biến mất hoàn toàn trong một khoảng thời gian rất là dài, cũng bởi vai trò quá lớn để lại từ phần hậu sinh khảo quý. Vậy nên sự vắng mặt của hắn ta trong Boruto Chulu Voltret đã khiến cho các fan vô cùng tò mò về số phận của gã ngụ hành tinh kia. Và từ hôm nay, xin mời anh em cùng với Eagle Tuna đến với một giả thuyết về Momoshiki, kẻ khơi mào mọi chuyện, ý nghĩa tiêu đề Chulu Voltret. Theo như lời của Momoshiki thì kể từ sau khi hắn ta sử dụng dữ liệu của mình để khôi phục vết thương chí mạng trên người của Boruto thì đã có một hiệu ứng mới được sinh ra giữa cả hai người. Hắn và Boruto đang dần kết hợp với nhau, hai linh hồn trong một thể xác có thể chia sẻ suy nghĩ với nhau mà không cần phải dùng đến thuật giao tiếp tâm trí. Điều này có nghĩa rằng trên lý thuyết thì hiện giờ Momoshiki có thể tự do gây bẩn bên trong Boruto bất cứ khi nào hắn ta muốn, thậm chí là không cần đến sự cho phép của Boruto. Và đó là lý do vì sao những chap cuối cùng của phần 1 hắn ta có tần suất lên sóng còn nhiều hơn cả suất chiếu phim của Trấn Thành ngoài rạp. Ấy thế mà đã gần một năm trôi qua kể từ sau time skip đến bây giờ, Momoshiki hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Thậm chí trong sự kiện nghệ sĩ hài cốt truy sát hai thầy trò Boruto, Momoshiki cũng không thèm xuất hiện lấy một lần, mặc dù người đang gặp nguy hiểm chính là vật chủ mà linh hồn hắn ta đang trú ngụ. Ngay cả thứ sức mạnh hắn ta tự hào mang tên ấn diệt thần Kama cũng không được Boruto sử dụng lấy một lần kể từ khi bắt đầu trở lại. Rốt cuộc tác giả đang có kế hoạch gì khi lấy hết đất diễn của một nhân vật quan trọng như là Momoshiki, và liệu rằng trong tương lai gã ngoại binh này có cơ hội được xuất hiện trở lại hay không? Theo như tôi đoán, khả năng cao Boruto đã hoàn toàn áp chế được linh hồn của Momoshiki. Sau đó, cậu và hắn ta đã đồng hóa trở thành một. Điều này dựa trên cơ sở, Momoshiki từng khẳng định rằng linh hồn của hắn ta và Boruto đang dần kết hợp lại với nhau như tớ đã đề cập ở trên. Điều này giải thích cho việc tại sao sau 3 năm ngắn ngủi, thái độ, hành động của Boruto đều trở nên vô cảm và lạnh lùng đến mức đáng sợ đến như hiện nay. Thậm chí ngay cả Kot cũng không thể nào tin được sự bố láo của Boruto chỉ sau 2 năm time skip không gặp nhau. Đây khả năng cao là hậu quả do việc đồng hóa hai linh hồn, bởi Momoshiki từng được nhận xét là kẻ khá bình tĩnh và rất là biết tính toán. Đặc biệt là khi chiến đấu, hắn ta rất ngạo mạn và tàn bạo. Những mô tả này gần như là đúng hoàn toàn với Boruto hiện nay. Và nếu quả thật Boruto đã làm chủ được linh hồn của Otsutsuki, thì cũng dễ hiểu tại sao Boruto trở nên mạnh một cách khủng khiếp đến như vậy. Hai năm trước, cậu từng bỏ chạy vì không thể nào đối đầu được với Kot. Điều đó dẫn đến việc Babasuke bị mộc hóa, khiến cho cậu vô cùng ân hận. Tức là chỉ trong vòng 2 năm sau đó, ở cùng với Kashin Koji, kẻ mà chưa chắc đã mạnh hơn Babasuke, mà Boruto lại tiến bộ không ngừng thì chắc chắn phải có ẩn khúc nào. Chứ việc luyện tập thôi là chưa đủ, và bây giờ thì đã có câu trả lời, nó liên quan đến sự biến mất của Momoshiki. Tuy là phản diện trực tiếp khiến cho số phận của Boruto lên voi xuống chó, nhưng không thể nào phủ nhận những di sản mà Momoshiki đã để lại. Ngoài việc tạo ra một chiến thần bất bại như Boruto, thì theo tớ đoán, Momoshiki còn gián tiếp nhúng tay vào quá trình tạo ra Jinchuriki thập vĩ, đó chính là Himawari. Tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng hắn ta không hề có cơ hội tiếp cận với em gái của Boruto trước đây, chứ đừng nói đến việc đặt một hạt giống thần thụ vào trong cơ thể của cô bé. Điều đó đúng, cơ mà anh em cứ bình tĩnh, nghe giải thích đã. Momoshiki chỉ là tác nhân khiến cho Himawari sở hữu chính linh hồn vĩ thú mà thôi, còn người làm điều đó lại chính là Naruto. Anh em có còn nhớ sự kiện Momoshiki đem theo Kinshiki xuống trái đất để truy tìm vĩ thú hay không? Khi đó, Momoshiki đã cho thấy một khả năng mà chưa hề có một tên Otsutsuki nào có, đó chính là hắn ta có thể dùng chakra để tạo ra một loại thuốc đặc biệt có khả năng gia tăng sức mạnh và kéo dài tuổi thọ của mình. Thứ thuốc chakra kia đã giúp cho Momoshiki gia tăng sức mạnh đến một mức không tưởng. Một mình hắn ta đã khiến cho toàn bộ nhóm ngũ đại Kage vô cùng khổ sở khi chiến đấu, thậm chí là suýt đoạt mạng của hai anh già. Là người đã trực tiếp chứng kiến sự kiện khủng khiếp của những vị thần người ngoài hành tinh, Naruto chắc chắn vô cùng lo lắng cho tương lai của trái đất sẽ phải đón tiếp thêm những gã đồ tể như là Momoshiki. Dẫu đã vất vả chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử đó, nhưng Naruto hiểu rằng nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng thì rất có thể về sau, nhận giới sẽ chắc chắn diệt vong. Naruto đã đi qua thời kỳ đỉnh cao của mình, Babasuke thì cũng đang ở bên kia sườn dốc của sức mạnh, hai anh già đã không thể nào chiến đấu mãi để bảo vệ mọi người được nữa. Và đó chính là lúc buộc phải thế hệ kế nhiệm lên để thay thế hai anh già. Khi đó thì Boruto lại còn quá non nớt, Sarada thậm chí còn chưa thể nào thành thục được Sharingan cơ bản của mình, thì việc để cho đám nhỏ phải gánh vác những trọng trách quá lớn như thế là một điều bất khả thi. Hiểu được điều đó, Naruto đã bắt đầu lên kế hoạch tạo ra một shinobi đủ mạnh để bảo vệ nền hòa bình của nhẫn giới mà anh già đã nhập công xây dựng từ trước đến nay. Kế hoạch đó chính là mượn sức mạnh của vĩ thú vương, từng là nhẫn giả trực tiếp đối đầu với Jinchuriki của thập vĩ. Hơn ai hết, Naruto hiểu rằng chỉ cần có được sức mạnh đó thì việc phải đối đầu với đám ngụ hành tinh là việc vô cùng đơn giản mà thôi. Cơ mà làm thế nào để có thể triệu hồi được thập vĩ trong khi thân xác của nó là ngoại đạo ma tượng đã bị phong ấn cùng với Kaguya? Thậm chí nếu như không cẩn thận giải thoát cho cái xác của thập vĩ có thể khiến cho Kaguya trở lại thì toan. Nhưng đáp án cho câu hỏi này là cực kỳ đơn giản, chính là thay vì hồi sinh cho thập vĩ thì chỉ cần tạo ra một phiên bản khác sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Trong cuộc gặp mặt với Hagoromo, Naruto đã biết được rằng chính vĩ thú vốn dĩ là từ một bản thể được tách ra, vậy nên anh bảy cũng hiểu rằng hợp nhất cả chính nguồn chakra vĩ thú cũng chính là tạo ra một thập vĩ mini.
Cơ mà vì không còn tân sát, nên bây giờ cần một viên Jureki đứng ra chấp nhận làm vật chứa cho cả chính nguồn chakra vĩ thú kia. Quay đi quay lại một hồi thì cái tên thích hợp nhất vẫn là tộc nhân của Uzumaki. Những người bẩm sinh đã sở hữu một lượng chakra khổng lồ và sinh mệnh vô cùng dẻo dai. Hiện giờ, ngoài Naruto ra thì vẫn còn Karin. Nhưng mà cô nàng tóc đỏ này đã quá tuổi để có thể đảm nhiệm trọng trách to lớn kia. Hơn nữa, Karin lại không thiên về chiến đấu. Suy cho cùng thì anh em Boruto vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Vậy nên, Naruto đã quyết định để lại chính nguồn chakra trong cơ thể của mình, để lại cho hai đứa con và biến chúng trở thành một niềm hy vọng mới của nhẫn giới. Bản thân cơ thể Naruto chính là địa điểm họp mặt thường xuyên của toàn bộ dàn vĩ thú năm xưa. Vậy nên việc anh bảy sở hữu cả 9 loại chakra vĩ thú cũng không có gì gọi là khó khăn. Dẫu biết việc thức tỉnh được thập vĩ mini chỉ thông qua việc kết hợp chakra có xác suất thành công rất thấp, nhưng chí ít nó cũng đáng để Naruto đánh liều một canh bạc. Anh tin rằng nếu lứa trẻ có thể tiếp nối hỏa chí và trở thành niềm hy vọng mới cho nhân loại. Nhưng rồi điều không ngờ tới chính là Boruto lại có được ấn diệt thần Kama, mà tộc nhân Otsutsuki thì lại có vẻ không tương thích với linh hồn của vĩ thú. Nếu cả hai cùng tồn tại song song trong một cơ thể, chắc chắn phải có một cái gì đó bị chấn áp và không thể nào bộc lộ được sức mạnh của mình. Ở đây chắc chắn là thập vĩ sẽ nằm kèo dưới Momoshiki. Bản thân của Momoshiki là một chiến binh cấp cao của gia tộc người hoàng tinh, thậm chí hắn có thể là chủ của một thập vĩ khác, chứ đừng nói là một con mini. Vậy nên chắc chắn rằng linh hồn của Momoshiki đã đè nén nguồn chakra vĩ thú mà Naruto dày công sắp đặt, không cho nó phát triển trong cơ thể của Boruto. Vậy nên mãi đến bây giờ, chỉ có Himawari là người có thể kích hoạt được sức mạnh của vĩ thú để lại mà thôi. Cô bé đã chính thức trở thành Jinchuriki mới của thập vĩ. Trước đây, khi tiêu đề phần 2 mới được công bố, nhiều người đã tranh cãi gay gắt rằng Zulu Voltage mang ý nghĩa gì. Nếu phần 1 là Naruto The Next Generation thì quá dễ hiểu khi nó giới thiệu và set up cho thế hệ kế nhiệm, thì phần 2 lại có vẻ chứa nhiều ẩn ý hơn thế. Zulu Voltage dịch ra có nghĩa là hai vòng xoáy xanh. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng nó có liên quan tới Rasengan mới của Boruto, bởi cách vận hành của chiêu thức huyền thoại này cũng bắt nguồn từ vòng xoáy và nó có màu xanh. Nhưng rồi, nó chỉ lại đáp ứng được một phần. Vì vẫn còn thiếu một vòng xoáy xanh nữa thì tiêu đề mới có thể hoàn thiện. Mọi người vẫn lại đổ dồn sang Kawaki. Khi ấy, những fan cuồng bắt đầu nói rằng Zulu Voltage muốn ám chỉ tới một Uzumaki thật và một Uzumaki giả. Nhưng ngẫm lại, Kawaki chẳng có tí tạo nào liên quan tới màu xanh, và bản thân cậu ta cũng không mang thứ gì có ý nghĩa là vòng xoáy cả. Và chỉ khi Himawari chính thức được xác nhận đang sở hữu vĩ thú thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Zulu Voltage chính là muốn ám chỉ tới hai anh em nhà Uzumaki. Cuối cùng thì sức mạnh của cô công chúa nhỏ nhà Uzumaki ngày nào đã bắt đầu được tác giả chú ý và khai thác tới. Xét theo tiêu đề của phần 2, nếu tính Boruto thì chúng ta đã có một Blue Voltage. Điều này chắc chắn đúng, bởi con mắt màu xanh của cậu giờ đây chỉ còn một bên. Ngay cả nhãn thuật thần thánh Yogan cũng là độc nhãn. Và vòng xoáy thứ hai, tất nhiên nó thuộc về Himawari. Điều này có nghĩa rằng hai anh em nhà Uzumaki sẽ trở thành tâm điểm của cuộc chiến sau này. Và việc Himawari bị kéo vào cuộc chiến đã ngầm khẳng định điều đó. Bản thân họ Uzumaki đã có nghĩa là vòng xoáy rồi. Kể từ bây giờ, sân khấu sẽ thuộc về màn trình diễn của anh em nhà Boruto. Trên đây là giả thuyết của tụi mình về việc Momoshiki đã gián tiếp tạo ra Himawari, Jinchuriki mới của thập vĩ. Nếu có ý kiến khác, anh em ở đây là bình luận phía dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Ego Tuna và Tuấn Tuna Shop. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.